áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, thầy trò chúng ta cùng gặp lại nhau trong khóa ôn nền tảng của lớp 12. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một tác phẩm khác cũng thuộc cái giai đoạn văn học hiện đại, mà cụ thể đó là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chúng ta đến với nhà văn Nguyễn Thi qua tác phẩm Những đứa con trong gia đình. Ở đây thì thầy về tác giả thì thầy nhắc nhẹ các em một chút thế này. Đó là rất nhiều các em học sinh khi làm bài, chúng ta viết nhầm tên hai tác giả, đó là Nguyễn Thi và Nguyễn Đình Thi. Các em chú ý nhé. Đấy. Nguyễn Đình Thi cơ bản là một nhà thơ, còn Nguyễn Thi là một nhà văn, đúng không ạ? Thì khi mà nhắc đến Nguyễn Đình Thi thì chúng ta nhắc đến ông với tư cách của một nghệ sĩ đa tài, đúng không ạ? Đấy. Thế còn Nguyễn Thi là nhà văn mang đậm màu sắc Nam Bộ, nên chúng ta cố gắng đừng nhầm lẫn. Đấy. Thì cái sự nhầm lẫn này thì nhiều em học sinh đã mắc rồi. Thì sau đây thầy trò chúng ta sẽ bước sang nội dung của cái văn bản này. Ở cái phần 1 La Mã đó là chúng ta tìm hiểu chung một vài nét về tác giả phần 1 nhỏ. Thì các em nhìn thấy là cái bức chân dung của nhà văn Nguyễn Thi, đúng không ạ? Đấy. Cái ý thứ nhất đó là Nguyễn Thi sinh năm 1928 và mất năm 1968. Thì Nguyễn Thi mất vào đúng cái năm phong trào gì ạ? Mậu Thân năm 1968, Tết Mậu Thân. Tên thật là Nguyễn Hoàng Ca, quê ở Nam Định và có tuổi thơ tủi nhục. Năm 1943, ông vào Sài Gòn kiếm sống và năm 45 tham gia cách mạng. Năm 54 thì tập kết ra Bắc. Năm 1962 trở lại miền Nam và năm 68 hy sinh tại mặt trận Sài Gòn. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam chống Mỹ, là nhà văn của người nông dân Nam Bộ với giọng văn giàu chất hiện thực, đằm thắm chất trữ tình, nhân vật có cá tính mạnh mẽ. Thế thì tuy rằng là một người con đất Bắc, đúng không ạ? Nhưng trong những cái tác phẩm của mình thì nhà văn Nguyễn Thi đã phần nào thể hiện được cái lời ăn tiếng nói, cái cốt cách của con người Nam Bộ. Và khi mà nhắc đến là các tác phẩm viết về Nam Bộ thì thường thường người ta nhắc đến những tác phẩm của Nguyễn Thi, đúng không ạ? Của Nguyễn Quang Sáng, của Thu Bồn, vân vân. Và Nguyễn Thi là một trong những đại biểu đó. Những tác phẩm chính Trăng Sáng, Đôi Bạn, Chuyện và Ký, và Nguyễn Thi đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Thì các em chú ý, ở nhiều những cái văn bản khác thì thầy cũng đã nói, đó là gì ạ? Cái giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật là một trong những cái giải thưởng văn nghệ rất là cao quý, được Đảng và Nhà nước ta dành tặng cho những nhà văn, những nghệ sĩ, những nhà thơ và có đóng góp lớn cho nền văn học dân tộc. Đấy. Thế thì cái giải thưởng này thì nhà văn Nguyễn Thi của chúng ta được nhà nước truy tặng. Các em chú ý nhé. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là về tác phẩm Những đứa con trong gia đình. Thế thì phần A xuất xứ được sáng tác tháng 2 năm 1966, in lần đầu trên tạp chí Văn nghệ Quân Giải Phóng và sau được in trong tập Chuyện và Ký xuất bản năm 1978. Thì các em chú ý cho thầy một vài nét về cái yếu tố lịch sử. Năm 1966, đây là giai đoạn như thế nào? Đây là giai đoạn mà đế quốc Mỹ thực hiện hai cái chiến dịch lớn, đó là hai chiến dịch mùa khô, đúng không? 65-66 và 66-67. Và lúc này thì miền Nam của chúng ta đang chống đỡ, đang gào lên những cái tiếng thét đau đớn trước sự đàn áp, bắn giết của kẻ thù, của Mỹ diệm. Đấy. Và tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh này nó cũng phần nào nó phản ánh được cái sự tàn khốc của chiến tranh, đúng không? Cũng như là cái tinh thần hăng hái tham gia chiến đấu giết giặc, bảo vệ quê hương, đưa đất nước ta đến với sự thống nhất Bắc Nam sum họp của những con người trẻ tuổi, trẻ lòng của đồng bào Nam Bộ. Đấy, chú ý. Chúng ta sang phần B nhỏ, đó là tóm tắt chuyện. Thì các em chú ý là đối với những tác phẩm văn xuôi, để nắm được cốt truyện thì không còn cách nào khác là các em phải nắm được nội dung của văn bản, đúng không? Nắm được nội dung của văn bản nghĩa là nắm được những cái ý chính, những cái diễn tiến, cái bước ngoặt
của câu chuyện, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ phải tóm tắt được, đúng không? Tóm tắt được chuyện. Thế thì tùy từng cái loại chuyện, tùy từng cái ngôi kể, tùy từng cái kết cấu để chúng ta có cái cách tóm tắt cho hợp lý. Thì đối với văn xuôi thì nó có hai cái cách tóm tắt cơ bản, có đúng không ạ? Đó là tóm tắt theo cốt truyện, và thứ hai là tóm tắt theo gì? À, theo nhân vật chính, đúng không? À. Thế thì ở cái phần tóm tắt thì thầy giới thiệu đồng hành với các em như thế này. Ở trong trận đánh, Việt bị thương nặng, lạc đơn vị. Anh hồi tưởng về gia đình và đồng đội, cha mẹ Việt đều bị giặc giết. Chiến và Việt giành nhau đi bộ đội. Chú Năm cho phép cả hai lên đường. Hai chị em mang bàn thờ má sang gửi chú Năm. Việc nhà sắp xếp chu toàn, anh Tánh cùng tiểu đội đã tìm được Việt, vẫn chắc tay súng. Việt được đưa về điều trị, anh định viết thư cho chị Chiến. Đấy. Hay như vậy, các em chú ý một điều thế này này. Cái tác phẩm này nó chính là sự hồi tưởng của nhân vật Việt ở trên chiến trường sau khi mà bị thương, đúng không ạ? Đấy. Thì chuyện nó được kể ở ngôi thứ ba, nhưng mà tuy nhiên thì những cái dòng hồi tưởng lại được kể theo ngôi thứ nhất, đứng ở vị trí nhân vật của Việt, đúng không? Đấy. Thế thì đây cũng là một cái hình thức mà chuyện lồng trong chuyện, đúng không? Đấy, chuyện lồng trong chuyện, câu chuyện của Việt về câu chuyện của gì ạ? Của truyền thống gia đình, có đúng không? Đấy, của truyền thống gia đình. Thế về cái kết cấu thì các em chú ý một điều như thế. Chúng ta sang phần C nhỏ là chủ đề. Tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người dân Nam Bộ, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, đồng thời khẳng định truyền thống gia đình và truyền thống dân tộc tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho nhân dân ta chống lại kẻ thù xâm lược. Thế thì đọc văn bản và soạn văn bản thì các em đã thấy rồi, đúng không? Cái truyền thống yêu nước của gia đình Việt và Chiến nó như một cái khúc sông, và những mỗi một con người đấy là một khúc sông để tạo nên cái dòng sông truyền thống của gia đình. Đó là gì? Đó là truyền thống yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng hy sinh biết rằng, đúng không? Và cái truyền thống đấy cũng chính là cái truyền thống cái niềm tự hào tự tôn của dân tộc ta. Đấy, hai cái truyền thống đấy nó hòa quyện vào nhau, nó được kết tinh thể hiện trong những con người cụ thể, đúng không? Đó là gì? Đó là Việt, đó là Chiến, đó là chú Năm, đó là ông nội, đó là ba má của Việt và Chiến. Và qua thông qua cái tác phẩm này thì nhà văn Nguyễn Thi đã phần nào cho bạn đọc thấy được đấy, cái truyền thống đó, cái vẻ đẹp tâm hồn đó của những con người Nam Bộ, đúng không? Đấy, của những con người Nam Bộ. Đấy, thì qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sách báo, và ngay chính bản thân các em học sinh ở Nam Bộ cũng vậy thôi, chúng ta thấy, đúng không? Người Nam Bộ mình nó có một cái điều gì đấy, đúng không? Nó vừa khí phách hiên ngang, đấy, đen trắng rõ ràng, đúng không? Làm là làm, mà nhậu là nhậu, đúng không? Và với một cái đặc điểm, cái điều kiện sinh hoạt kênh rạch dày đặc, cho nên là cái văn hóa của họ, đúng không? Cái quan điểm thẩm mỹ của họ nó cũng rất đặc trưng Nam Bộ. Đấy, thì các em có thể tìm hiểu thêm nhé. Chúng ta sang phần 2 La Mã, đó là phần đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản. Cái này thì thầy cũng dặn các em một điều, đấy là gì ạ? Trước khi vào phân tích tác phẩm, đọc hiểu văn bản, thì các em phải đọc cho thầy văn bản thật kỹ nhá. Nhất là những cái đoạn mà gì ạ? Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. Và thông qua đấy để bộc lộ cái tính cách của nhân vật, đúng không ạ? À, ví dụ như là khi tìm hiểu nhân vật gì? À, nhân vật Việt. Chúng ta sẽ rất thiếu sót nếu như chúng ta đọc cái đoạn nói về câu chuyện của chị em Việt và Chiến đêm trước ngày lên đường, đúng không? Nếu như chúng ta đọc cái đoạn đấy mà nó hời hợt, chúng ta đọc lướt qua, chúng ta không đọc kỹ, thì một cái phần lớn cái nét tính cách của Việt và của chị Chiến sẽ bị bỏ qua, đúng không? Và chỉ thông qua cái đoạn đối thoại đó, cái đoạn hội thoại đó, thì người đọc mới cảm nhận được cái cậu Việt này ngày mai lên chiến trường rồi. Nhưng tất cả những cái biểu hiện với chị Chiến trong đêm trước khi lên đường
thì cậu giống như một người trai mới lớn, đúng không ạ? Đấy, cái động tác chụp con đom đóm này, đúng không? Đấy, rồi là nằm quay bên nọ quay bên kia, đúng không? Rồi cái cách nói, đấy, về hình ảnh của Việt nó như là một cái bức tranh, đó là gì ạ? Đấy, một bước chân của Việt mới bước qua bộ cửa của thế giới trẻ con để sang thế giới người lớn, và một cái bước chân vẫn còn đang đặt ở trong bộ cửa, vẫn thuộc về thế giới của những đứa trẻ, có đúng không? Tính cách phong phú, đúng không ạ? Chúng ta sang phần tìm hiểu phần một nhỏ, đó là tình huống chuyện. Tình huống chuyện là gì? Tình huống chuyện là gì? Thế thì các em đã học qua rất nhiều các tác phẩm rồi, và ở cấp 2, đặc biệt là chương trình ngữ văn lớp 9, thì các em đã làm quen với cái tình huống chuyện rất nhiều rồi. Thế tình huống chuyện là gì ạ? Thầy có thể khái quát lại cho các em, đó là gì ạ? Tình huống chuyện là những cái tình huống nó tạo nên cái bước ngoặt của câu chuyện, nó chứa đựng cái giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, đúng không? Và từ cái tình huống đấy, đấy, nó thể hiện được cái cá tính, cái tính cách của nhân vật cũng như là cái nội dung của câu chuyện, đúng không? Thế nên là có những cái tình huống nó rất là đặc sắc. Nhà văn đã tạo ra được những cái tình huống rất đặc sắc. Chúng ta trở lại năm lớp 9, đúng không? Ví dụ ở trong chuyện ngắn Làng, cái tình huống đó là gì? Đó là cái tình huống khi mà ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. Còn ở Chiếc Lược Ngà, đó là tình huống gì ạ? Đó chính là cái tình huống mà anh Ba về thăm nhà gặp bé Thu, có vết sẹo ở trên má, đúng không? Đấy. Thế ở đây ta thấy nhân vật rơi vào một cái tình huống đặc biệt trong một trận đánh, bị thương nặng phải nằm lại giữa chiến trường. Anh nhiều lần ngất đi tỉnh lại, rồi lại tỉnh lại rồi lại ngất đi. Và chúng ta thấy là cái mạch cảm xúc, cái câu chuyện về gia đình của mình, về chú Năm, về chị Chiến, về má, về ba, nó cũng được kể theo cái dòng hồi tưởng này. Khi tỉnh thì nhớ lại, khi ngất thì quên đi. Lúc tỉnh, lúc gì ạ? Lúc ngất. Và khi kể, khi gián đoạn, đúng không? Đấy. Như vậy là Việt bị thương nằm lại ở chiến trường, xung quanh không có ai, đúng không? Đấy. Và một mình Việt đã phải chống lại được tất cả những cái điều kiện khắc nghiệt của chiến trường. Đấy. Và cái câu chuyện được kể ở đó, đúng không? Đấy, có một tình huống đặc biệt như vậy. Cái ý nghĩa của nó là gì? Cái ý nghĩa của nó là gì? Tình huống chuyện đã đem đến cách trần thuật qua dòng hồi tưởng miên man đứt nối, vì vậy đem đến cho tác phẩm màu sắc trữ tình đậm đà tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện để nhà văn thâm nhập vào thế giới gì ạ? Thế giới nội tâm nhân vật để dẫn dắt cái câu chuyện đó, đúng không? Để dẫn dắt cái câu chuyện đó. Thế thì tình huống ở trên chiến trường đấy thì chỉ có mình với mình thôi, cho nên là nhân vật Việt này vừa với tư cách là một nhân vật, nhưng đồng thời cũng tồn tại với tư cách là người kể chuyện, đúng không? Đấy. Như vậy là các em đã sáng tỏ một cái trong những cái phương pháp trần thuật của nhà văn, đó là gì ạ? Có thể nhà văn trực tiếp đứng ra kể chuyện ở ngôi thứ ba, nhưng nhà văn cũng có thể sáng tạo ra một nhân vật kể chuyện, nghĩa là cái nhân vật đấy kể câu chuyện. Và trong tác phẩm này thì đây cũng là một hình thức như thế. Nhân vật Việt kể lại cái câu chuyện về gia đình mình, đúng không? Đấy, em chú ý này. Chúng ta sang phần hai nhỏ, đó là cách kể chuyện của tác phẩm. Cách kể chuyện của tác phẩm nó tương đối là đặc biệt, tương đối đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy là người trần thuật kể, nhưng cách nhìn và lời kể lại theo giọng điệu của nhân vật, đúng không? Như vậy là nó đan xen giữa hai giọng trần thuật, giữa nhà văn và giữa nhân vật là người kể chuyện, đúng không? Lối trần thuật này có hai tác dụng về mặt nghệ thuật, đó là gì? Cái thứ nhất, câu chuyện vừa được thuật kể cùng một lúc, tính cách nhân vật cũng được khắc họa. Cái thứ hai là câu chuyện dù không có gì đặc sắc cũng trở nên mới mẻ, hấp dẫn vì được kể qua con mắt, tấm lòng và bằng ngôn ngữ, giọng điệu riêng của nhân vật. Đúng không? Nó vẫn có bóng dáng của Nguyễn Thi, nhưng mà nó cũng có bóng dáng của nhân vật Việt. Cho nên là câu chuyện nó vừa khách quan, nó tác động đến cái trí tò mò của người đọc,
đúng không, về câu chuyện của người đấy, của gia đình đó. Nhà văn phải thành thạo tâm lý và ngôn ngữ nhân vật mới có thể trần thuật theo cái phương thức này. Như vậy cái phương thức trần thuật này không phải là một phương thức trần thuật dễ dàng, đúng không? Nghĩa là gì? Nghĩa là nó đòi hỏi một nhà văn phải có tài, có tầm, phải tỉnh táo thì mới không bị nhầm lẫn giữa hai cái giọng trần thuật của mình và của nhân vật. Có đúng không? Đấy, em chú ý một điều này. Chúng ta sẽ sang phần thứ ba. Đây là phần trọng tâm. Đó là hai chị em Chiến và Việt. Đây là hai nhân vật chính trong tác phẩm, đúng không? Và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng bạn đọc cũng chính là hai nhân vật này, đúng không? Đây là câu chuyện về hai nhân vật này. Ở hai nhân vật Chiến và Việt, Chiến và Việt là hai chị em ruột, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Từ ông nội cho đến ba, cho đến má, cho đến chú Năm, và đến bây giờ là đến lượt Chiến và Việt. Thì chắc chắn ở những con người này có những cái điểm chung, đúng không? Có những điểm chung, còn cá tính thì chắc chắn khác nhau rồi. Chiến không giống Việt và Việt cũng không giống Chiến về cá tính, đúng không? Về quan niệm nhân sinh. Nhưng họ gặp nhau ở một cái điểm chung, và chính cái điểm chung đấy nó đã tạo nên vẻ đẹp riêng của họ. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái nét chung A nhỏ. A1 đó là truyền thống gia đình, nghĩa là họ có cái điểm chung về truyền thống gia đình. Đó là gì ạ? Các thế hệ trong gia đình chịu nhiều đau thương do tội ác của kẻ thù, đúng không? Đấy. Ông nội bị giặc giết, cha thì bị chặt đầu, má bị trúng đạn của Mỹ, thím Năm cũng bị giặc bắn chết. Thím Năm nghĩa là vợ của chú Năm, chú thím, đúng không? Đau thương mất mát đã hun đúc ngọn lửa căm thù trong tâm hồn những người dân Nam Bộ mộc mạc, đúng không? Đấy, nghĩa là họ làm sao? Họ quá đau thương và cái cuộc sống của họ quá mất mát, và chính những cái điều đấy nó đã hun đúc lên cái gì ạ? Một cái ngọn lửa căm hờn luôn luôn âm ỉ cháy trong tâm hồn của những con người Nam Bộ, đúng không? Và họ sẵn sàng hy sinh để trả thù, đúng không? Đã trả thù. Truyền thống yêu nước đánh giặc ngoại xâm. Truyền thống yêu nước đánh giặc ngoại xâm là gì? Người cha là cán bộ Việt Minh, anh dũng đến giây phút cuối cùng, đúng không? Má Việt cũng là hiện thân của truyền thống, dáng người chắc khỏe, sực mùi lúa gạo và mồ hôi. Thì đó chính là vẻ đẹp chung của những con người Nam Bộ, của những chàng trai Nam Bộ, của những người phụ nữ Nam Bộ, đúng không? Đấy, thì viết về hình ảnh những con người Nam Bộ trong kháng chiến, kể cả chống Pháp và chống Mỹ thì rất nhiều tác phẩm. Đấy, chúng ta có tác phẩm Những đứa con trong gia đình này, đúng không? Hay là Người mẹ cầm súng, đúng không? Đấy. Như vậy ta thấy là cái sự cần cù xương nắng nuôi con, cắn răng kìm nén nỗi đau thương để sống, che chở cho đàn con, tranh đấu với kẻ thù, đúng không? Đấy. Truyền thống ấy thể hiện rõ qua cuốn sổ gia đình. Cuốn sổ là lịch sử gia đình, mà qua đó thấy lịch sử của một gì? Của một đất nước, một dân tộc trong cuộc chiến chống Mỹ. Như vậy chúng ta thấy cái điểm gặp gỡ ở đây chính là gì ạ? Chính là cái hình ảnh quyển sổ gia đình đấy, nó tạo nên một cái sự gặp gỡ giữa truyền thống của một gia đình với truyền thống của một dân tộc, đời đời kiếp kiếp, đời này qua đời kia. Và cái mạch nguồn cảm xúc đấy, cái mạch nguồn truyền thống đấy nó tiếp nối. Nó như một cái dòng sông, đúng không? Nó như một cái dòng sông, và mỗi người trong dòng sông đấy là một khúc sông. Họ tạo nên một cái mạch nguồn không bao giờ vơi cạn, không bao giờ dừng lại, đúng không? Và càng về cuối thì sức chảy càng mạnh hơn, đúng không? Hình ảnh chú Năm, chú Năm đại diện cho truyền thống, lưu giữ truyền thống trong câu hò trong cuốn sổ. Chú Năm là người giữ gìn cái cuốn sổ truyền thống của gia đình, và chú Năm cũng là hiện thân của truyền thống, của lịch sử. Chúng ta có cái ngôn ngữ mới, ví dụ như là người gác đền đấy, đúng không em? Đấy, quản lý, lưu giữ và có trách nhiệm kể lại cho thế hệ sau cái vẻ đẹp, cái truyền thống của gia đình. Cũng giống như chú Năm đã kể lại cho Việt và cho Chiến nghe cái truyền thống gia đình của mình, đúng không?
Truyền thống yêu nước mãnh liệt, căm thù giặc và tinh thần chiến đấu đã gắn kết những con người trong gia đình với nhau, và những đứa con là sự tiếp nối truyền thống của cha mẹ. Đúng không ạ? Chúng ta sang phần A2. Hai chị em đều gắn tình yêu thương trong gia đình với lòng yêu nước. Nghĩa là họ hòa quyện giữa tình yêu thương trong gia đình với tình yêu nước. Đúng không? Trong con người họ luôn luôn tồn tại những cái nét nghĩ đó. Có chung mối thù với bọn xâm lược, có cùng nguyện vọng cầm súng đánh giặc, thể hiện sâu sắc nhất trong cái đêm giành nhau tòng quân và khi khiêng bàn thờ mã sang người nhà chú Năm. Đúng không? Đấy. Thì một trong những cái chi tiết đẹp nhất trong thế kỷ 20 của những con người Việt Nam nói chung, những chàng trai cô gái Nam Bộ nói riêng, đó là gì ạ? Đó là họ xung phong đi lính, các em ạ. Nhá. Đấy. Thì chúng ta thấy rồi. Đúng không? Đi chiến đấu, đi đánh giặc thì 10 người đi chưa chắc một người đã trở lại. Nghĩa là họ xung phong vào cái chết. Xung phong được chết, nhưng mà là cái chết cho đất nước, cho tổ quốc. Cho nên đã xuất hiện những cái bức huyết thư, nghĩa là đơn xin đi lính viết bằng máu. Đúng không? Họ tự cắt ngón tay của mình, viết 4 chữ đơn xin đi lính bằng máu của mình. Cho dù là 17 hay thiếu tuổi. Đấy. Bởi vì là họ khao khát được cầm súng, được đánh đuổi kẻ thù. Rất là đẹp, đúng không? Cái hình tượng. Họ đều là những chiến sĩ dũng cảm trong đánh giặc. Đúng không? Đấy. Việt thì ta rõ rồi, qua câu chuyện ta rõ rồi, rất anh dũng. Ở nhà thì là như một đứa trẻ, nũng nịu, còn nghịch ngợm. Đúng không? Đi chiến trường thì chị Chiến thì mang hương lược, nhưng mà còn Việt thì mang gì ạ? Mang cái súng cao su. Trẻ con không? Đấy, rất trẻ con. Đúng không? Đấy, một chi tiết thôi nhưng mà nó cũng biểu hiện cái đó. Đều có những nét trẻ con, giành nhau bắt ếch, giành nhau chiến công, vân vân. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì cái lứa tuổi của con người ta nó như vậy. Có đúng không? Người ta nhìn thấy những cái nét trẻ con đáng yêu trong hình hài của một người lớn. Và người ta cũng nhìn thấy cái nét người lớn chín chắn trong hình hài của một đứa trẻ con. Đấy cũng là bình thường thôi, bởi vì đời là vậy. Có đúng không? Ở chi tiết hai chị em khiêng bàn thờ ba má sang người chú Năm. Ở đây chúng ta thấy cái chi tiết này nói lên điều gì? Nó đã nói lên hết sức cô đọng về cuộc chiến đấu của chúng ta. Có yêu thương, có căm thù, có cái mất mát, nhưng có cái vĩnh hằng. Có sự quyết liệt, nhưng cũng có sự thanh thản. Có yếu tố hành động, nhưng cũng có yếu tố tâm linh. Đúng không? Ba má, ông nội của Việt và Chiến đã mất rồi, nhưng chúng ta thấy là cái hình ảnh bàn thờ của họ được thế hệ sau gìn giữ, nâng niu, trân trọng. Đúng không? Đấy. Tạo không khí thiêng liêng, biến Việt Nam thành người lớn, biến Việt thành người lớn. Đúng không? Thương trị mối thù thằng Mỹ đè nặng trên vai. Đúng không? Và hình ảnh có ý nghĩa tượng trưng, thể hiện sự trưởng thành của hai chị em, có thể gánh vác việc gia đình và viết tiếp dòng sông truyền thống của gia đình. Như vậy là hai chị em Việt và Chiến đã để lại cho chú Năm một cái niềm tin tưởng. Đây chính là thế hệ tiếp nối mình, thế hệ viết tiếp cái truyền thống của gia đình. Đúng không? Đã. Chúng ta sang cái nét riêng B nhỏ. Chúng ta tìm hiểu nhân vật Chiến trước. Chị Chiến. Đúng không? Ở trong tác phẩm thì Nguyễn Thi đã rất khéo léo miêu tả khắc họa cái hình tượng nhân vật chị Chiến này rất giống với hình ảnh người mẹ. Và hơn 2 lần Việt đã nói một câu là gì ạ? Chị in hệt má. Như vậy chúng ta thấy một điều ở đây, đó là gì ạ? Cái dòng sông truyền thống, cái sự tiếp nối của thế hệ sau với thế hệ trước nó rất rõ. Đúng không? Đấy. Chị Chiến thì in hệt má, còn Việt thì giống như chú Năm, giống như ba, giống như ông nội. Được chưa? Nhân vật Chiến hiện lên qua dòng hồi tưởng
của em Việt ở trên chiến trường. Nghĩa là Chiến hiện lên qua dòng hồi tưởng của Việt. Chiến rất giống Má, đúng không? Đấy. Bắp tay tròn vo, sạm đỏ, thân người to và chắc nịch, vẻ đẹp của những con người sinh ra để gánh vác và để chiến thắng, đúng không? Đấy. Có thể những con người đấy họ không xinh, không đẹp về bề ngoài, nhưng họ lại đẹp về tâm hồn, đúng không? Bắp tay tròn to là do quá trình lao động, do công việc nó phải thế, có đúng không? Như thế thì mới lao động được, mới chống chọi được với vất vả của cuộc sống, với bon chen, với nặng nề, với áp lực, đúng không? Và đó chính là cái vẻ đẹp của họ. À, đặc biệt trong cái đêm sắp xa nhà đi bộ đội thì Chiến tỏ ra như nào nhỉ các em nhỉ? À, lo liệu, toan tính việc nhà, lời nói và cử chỉ in hệt Mà, đúng không? In hệt Mà. Và như vậy thì nó phần nào nó thể hiện cho cái hình ảnh người mẹ sống lại trong hình ảnh của nhân vật Chiến, đúng không? Đấy. Và đến đây thì chúng ta thấy rất rõ cái hình ảnh của người mẹ, đúng không? Trong tâm hồn, trong hình hài của Chiến, đúng không? Chiến có tính cách người lớn hơn Việt, nhường nhịn em, quan tâm mọi việc của gia đình, đúng không? Lo lắng. Nhân vật Chiến có cá tính đặc sắc, mang vẻ đẹp tâm hồn của người con gái Nam Bộ trong một thời kỳ nhiều mất mát và hy sinh. Vẫn biết rằng đi chiến trường, đi chiến đấu, có thể mình không trở về. Đấy. Nhưng rất sẵn sàng và lo toan trọn vẹn. Đó cũng là đặc điểm, là tính cách của người con gái Nam Bộ, đúng không? Chúng ta sang B2, nhân vật Việt. Nhân vật Việt này thì thầy tin chắc chắn một điều rằng là các em học sinh, nhất là những em học sinh nam, là rất thích, đúng không? Rất thích. Và các em gặp mình trong đó, các em thấy mình trong đó, thấy mình thông qua cái nhân vật Việt này. Tức là có cái gì đấy hồn nhiên nhí nhảnh của trẻ con, nhưng khi đã cầm súng thì vô cùng anh dũng, dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn, đúng không? Nếu Chiến có dáng dấp một người lớn thực sự thì ở Việt là sự lộc ngộc vô tư của một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Việt hay tranh giành với chị bấy nhiêu. Đêm trước ngày ra đi, Việt lúc lăn cành ra ván cười khì khì, lúc lại rình chộp chụp một con đom đóm úp trong lòng bàn tay. Thì đấy chính là hành động của gì ạ? À, của những đứa trẻ con, đúng không? Đấy, hành động của những đứa trẻ con. Vào bộ đội, Việt lại đem theo một chiếc súng cao su, trong khi chị Chiến mang theo gương, mang theo lược. Mang theo gương lược là biểu hiện của cô gái đã lớn, đúng không? Đấy, lúc nào cũng chỉnh chu về cái vẻ đẹp bề ngoài của mình, đã lớn, để ý hơn. Thế còn Chiến lại, Việt lại mang theo gì? Cái súng cao su. Súng cao su dùng để làm gì các em nhỉ? À, để bắn chim, đúng không? Là trò chơi của trẻ con ngày xưa, đúng không? Đã, rất là ngộ nghĩnh. Hình ảnh những cái chàng trai trẻ, những người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Việt trở nên một anh hùng khi nào? Khi vào chiến trường, đúng không? Đấy. Ngày từ bé đã dám xông vào thằng giết cha mình, đúng không? Khi bị thương thì vẫn quyết tâm sống chết với kẻ thù. Đấy. Nhà văn xây dựng thành công hình tượng nhân vật Việt trước chị. Ở Việt hồn nhiên, trước kẻ thù thì Việt vụt lớn thành anh hùng. Việt tiêu biểu cho những chàng trai Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đúng không? Và cái này thì tí nữa ta sẽ bàn đến một cái vẻ đẹp của tác phẩm, một cái chất của tác phẩm, đó là chất sử thi, đúng không? Đấy, chúng ta sang phần 4 nhỏ, đó là chất sử thi của thiên truyện. À, cái chất sử thi thì, cái yếu tố sử thi thì thầy cũng đã nói với các em qua một số những cái tiết học, qua một số những cái bài giảng rồi, đúng không? Đấy, à, sử thi là một cái thể loại dân gian, đúng không ạ? Đấy, ở lớp 10 thì chúng ta đã học sử thi đăm xăm rồi, đúng không? Đấy. Khi mà người ta nói đến chất sử thi, khi mà người ta nói đến vẻ đẹp sử thi, hay là hành động sử thi, hay là nội dung, hay là kết cấu sử thi, nghĩa là khi người ta nhắc đến cái vẻ đẹp của nhân vật, mà nhân vật đấy tượng trưng cho vẻ đẹp của cộng đồng. Cho nên nhân vật sử thi cái gì cũng đẹp, có đúng không em? Đấy. Nhân vật sử thi cái gì cũng đẹp, đúng không ạ? Nhưng cái vẻ đẹp đấy là vẻ đẹp chung của cộng đồng, để họ ngợi ca cộng đồng.
Thế ở đây chúng ta thấy là cái hình tượng cuốn sổ gia đình là nó biểu hiện cho cái gì ạ? Cái chất sử thi của Thiên Chúa, đúng không? Cuốn sổ gia đình nó tiêu biểu cho gì ạ? Truyền thống của gia đình, mà truyền thống của gia đình với truyền thống của dân tộc, của đất nước lại hòa làm một, đúng không? Cái thứ hai đó là số phận những đứa con, những thành viên trong gia đình cũng là số phận của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến Trung Mỹ khốc liệt. Họ đau thương, họ mất mát, đúng không? Họ thiệt thòi. Nhưng mà cái đau thương, cái mất mát, cái thiệt thòi đấy cũng là biểu hiện cho đau thương, mất mát, thiệt thòi của đồng bào Nam Bộ, đúng không? Và cái vẻ đẹp của họ, cái tính cách của họ, cái phẩm chất của họ cũng chính là phẩm chất của đồng bào Nam Bộ, được chưa? Đã. Ở chúng ta sang phần 4 nhỏ, đó là về nghệ thuật. Thì ở đây chúng ta nhận xét một số cái yêu cầu. Tình huống chuyện độc đáo, chuyện kể theo dòng nội tâm của nhân vật khi hồi tưởng lại. Mà khi hồi tưởng lại thì khi đứt, khi nối, khi tỉnh, khi ngất của nhân vật Việt. Ở phương thức trần thuật ở đây đó như là thuộc ngôi thứ 3, nhưng lời kể và giọng điệu lại thuộc ngôi thứ nhất, đó là của Việt, đúng không? Ngôi kể trần thuật là của tác giả, nhưng cái giọng điệu, đúng không, và cái lời kể lại là của nhân vật Việt, đúng không? Đặc biệt ở chỗ đó, ở truyện mang chất sử thi rất đậm đà, đó là qua lịch sử một gia đình để thấy được lịch sử một đất nước, đúng không? Qua biểu hiện tính cách của những thành viên trong gia đình, người ta thấy được truyền thống của một gia đình. Và qua truyền thống của một gia đình, người ta thấy được truyền thống của một gì? À, của một dân tộc, đúng không ạ? Đấy. À, chúng ta sang phần 5 nhỏ, đó là gì ạ? Đó là cái màu sắc Nam Bộ của Thiên Truyện. Màu sắc Nam Bộ. Màu sắc Nam Bộ nghĩa là gì? Nghĩa là ngôn ngữ, nghĩa là hành động của nhân vật, đó là hoàn cảnh, thậm chí là cảnh sắc thiên nhiên nữa, cách dùng từ. Thế ở đây chúng ta thấy là cái màu sắc Nam Bộ thể hiện qua những nhân vật trong tác phẩm, tính cách bộc trực, thẳng thắn, phóng khoáng, giọng điệu, ngôn ngữ, hình ảnh đậm chất Nam Bộ. Thì ở đây các em chú ý là gì ạ? Cái tính cách bộc trực, thẳng thắn, phóng khoáng, người Nam Bộ là vậy, họ có một cái tính cách rất là bộc trực, thẳng thắn, phóng khoáng, đúng không? Người ta sẵn sàng cho đi, đúng không? Đấy. Người ta sẵn sàng mời các bạn ăn ở nhà họ cả tuần, cả tháng, cả năm, đúng không? Đấy. Và người ta chỉ cần gì ạ? Cái câu chuyện trong một cuộc nhậu, trong sự lai rai trò chuyện, và cái người ta trân trọng nhất là cái nghĩa tình, đúng không? Cái nghĩa tình. Nếu như ở đồng bào miền Trung là bát nước chè xanh gọi nhau ý ới chưa hè, thì đồng bào Nam Bộ là gì ạ? Là những cái điệu hò, là những cái tiếng ý ới trên kênh rạch sông nước, đúng không? Đấy. Và tính cách của họ bộc trực đấy, nhưng mà rất thẳng thắn. Và tất cả những cái điều này, những cái đặc điểm này được nhà văn Nguyễn Thi bộc lộ khá rõ nét trong những đứa con trong gia đình. Dạ. Thì sau đây thầy đề nghị các em là chúng ta đọc lại tác phẩm một lần nhá. Xem lại những ý chính mà thầy đã giới thiệu cùng với các em, và đọc một số những cái tài liệu khác có liên quan. Rất nhiều quyển sách đều viết về cái này. Thế thì ở tác phẩm này thì các em cần nắm cho thầy những cái nội dung chính như vậy, là thầy chúc các em học bài, ôn bài đạt được cái hiệu quả cao nhất. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.